Kính chào quý vị và các bạn ngày nay thứ Hai ngày 18 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Chính phủ có chịu trách nhiệm khi hàng chục ngàn người dân đã chết vì Covid. Chiều ngày 12 tháng 10 vừa qua, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Nên đã chia sẻ với đoàn đại biểu Quốc hội thành phố về những ngày tháng chống dịch vừa qua mà theo ông, nỗi lo lắng ám ảnh này vẫn còn hiện hữu. Tờ báo Tuổi Trẻ đã trích lời ông Nên thừa nhận rằng lúc đó chưa có thuốc điều trị, thành phố tập trung xây dựng bệnh viện dã chiến để tập trung ca nhiễm F0. Nhưng tập trung xong rồi, ngồi đó, ngó, ai khỏe thì vượt qua, ai mệt thì đi nằm bệnh viện. Việc này tạo áp lực căng thẳng rất lớn, không biết làm gì. Giữ F0 lại, ngăn chặn nguồn lây, nhưng tập trung họ lại, xong lại không biết để làm gì. Tính đến ngày 14 tháng 10, con số người chết do Covid-19 tại Việt Nam đã mấp mé con số 21.000 người. Đây là hình ảnh rất nhiều đám tang lặng lẽ như thế này trong suốt thời gian phong tỏa chống dịch COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ trong một thời gian rất ngắn mà con số tử vong đã tăng cao đến như thế. Dư luận cho rằng trách nhiệm thuộc về chính phủ, mà cụ thể là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính là người đứng đầu với những quyết sách sai lầm, lúng túng ngay từ đầu. Một chuyên gia y tế từ Hà Nội đã khẳng định với đài FA vào sáng ngày 14 tháng 10 rằng Chính phủ không có tầm nhìn xa, không có sự chuẩn bị, hậu quả là dân chết. Trách nhiệm rõ ràng thuộc về chính phủ, ông nói tiếp như sau. Với cái chết của hàng chục ngàn người trong đợt dịch này, trách nhiệm thuộc về chính phủ với người đứng đầu là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Những người như ông Vũ Đức Đam hay Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ là hàng dọc có nhiệm vụ thi hành sự chỉ đạo của ông Phạm Minh Chính mà thôi. Chính phủ chống dịch không theo phương pháp khoa học, không nghe góp ý từ các chuyên gia y tế. Ngay cả chuyện thiếu vaccine bây giờ cũng do lỗi của chính phủ, vì đó là con đường nhập vaccine. Chính phủ, thông qua doanh nghiệp hay Bộ Y tế là quyền của chính phủ. Ngay từ ban đầu tôi đã nói F0 chỉ là người lành mạnh mang virus này, không nên đem họ nhốt vào một chỗ vì chính môi trường đó đã khiến họ phát bệnh, làm cho hệ thống y tế quá tải. Quá tải thì không được chăm sóc, chữa trị kịp thời, dẫn đến tử vong. Hôm 24 tháng 8 vào năm 2021, khi dịch bệnh dường như vượt ra khỏi tầm kiểm soát ở thành phố Hồ Chí Minh, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính được phân công thay ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19. Quyết định được đưa ra sau khi ông Đam đang đi thị sát chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hình ảnh ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Giáo sư Đặng Hồng Võ cũng nêu quan điểm của mình như sau. Thực sự mà nói thì lãnh đạo bao giờ cũng mang yếu tố quyết định, bởi mọi người có sức hợp với nhau hay không cũng do lãnh đạo. Vai trò của lãnh đạo rất quan trọng. Ngay chuyện đưa ra khái niệm ngày hôm nay chúng ta chiến thắng thì phải tính làm sao để ngày mai cũng chiến thắng. Tất cả tư duy ấy là do lãnh đạo. Với dịch này, nếu mà chúng ta thắng lợi một bước mà đã hả hê và ngủ quên trên chiến thắng thì sẽ trở tay không kịp khi dịch quay trở lại. Theo số liệu báo cáo chính thức từ Bộ Y tế, vào đầu tháng 9 năm 2021, số người tử vong do COVID-19 trong 4 tháng trước đó là hơn 13.000 người. Số ca nhiễm mới của cả nước là hơn nửa triệu người. Đến ngày 14 tháng 10, số tử vong đã sấp xỉ 21.000 người. Tỷ lệ tử vong cao hơn mức trung bình của cả thế giới và khu vực. Đây rõ ràng là một sự yếu kém của chính phủ Việt Nam khi không lo cho người dân một cách chu đáo trước đại dịch toàn cầu. Bác sĩ Võ Xuân Sơn đã phân tích với đài FA một vài nguyên nhân khiến số tử vong cao đến như thế. Ông nói, những trường hợp trở nặng gọi y tế phường không ai xuống, gọi những số điện thoại cấp cứu cũng chẳng ai bắt máy cả. Nội sự hoảng loạn đã làm cho người ta chết rồi. Cái thứ hai, về mặt nhà nước, chính sách gom hết F0 vào một chỗ thì người thực sự trở bệnh nặng không còn chỗ để tiếp nhận. Đó là sai lầm rất lớn trong đường lối chống dịch. Người thực sự cần được chăm sóc thì không ai chăm sóc, nó dẫn đến tỷ lệ tử vong rất cao. Thứ ba là không có sự chuẩn bị về trang thiết bị y tế. Các bệnh viện dã chiến rất thiếu trang thiết bị, thiếu đến mức các bác sĩ phải kêu gọi bên ngoài, kêu gọi người dân hỗ trợ thêm. Đây là hình ảnh y bác sĩ chống COVID mệt mỏi sau ca trực ở một bệnh viện dã chiến tại thành phố Hồ Chí Minh. Cái sai lầm của chính sách nằm ở chỗ, chính phủ không có một sự chuẩn bị nào cho trường hợp này cả. Các anh cho rằng mình giỏi quá rồi, có con virus nào là diệt được con đó. Nhưng có một sai lầm mà theo tôi
là lớn nhất trong tất cả các sai lầm đã gây ra số tử vong cao, đó là chính sách vĩ mô. Họ hoạch định chính sách không đúng. Những người trong ban chỉ đạo phòng chống dịch từ trên xuống dưới không đánh giá đúng vai trò của ngành y tế trong việc chống dịch. Một trong những chính sách bị cho là một trong nguyên nhân làm tăng số ca tử vong là chính sách phong tỏa của chính phủ. Chỉ cần một nhân viên y tế dương tính COVID-Corona thì cả cơ sở y tế lập tức bị phong tỏa. Nhân viên y tế phải nghỉ ở nhà, sự sụp đổ của hệ thống y tế dẫn đến bệnh nhân tử vong không kịp thiêu. Theo một chuyên gia y tế ở Hà Nội, các nhân viên y tế ở các bệnh viện tư gần như không có việc làm. Cơ sở y tế nhà nước cũng vậy, chỉ có một số được điều đến các bệnh viện. Cuối cùng, một lực lượng y tế cực kỳ hùng mạnh như ở Thành phố Hồ Chí Minh bị đánh sụp vì không tham gia được vào bộ máy chống dịch. Tại hội nghị trực tuyến Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào hôm 25 tháng 7, Bí thư Thành ủy ông Nguyễn Văn Nên cũng thừa nhận không khống chế được dịch là khuyết điểm của hệ thống chính trị, khuyết điểm của người đứng đầu các cấp. Đây là hình ảnh ông Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên. Bác sĩ Võ Xuân Sơn cũng nhận định rằng hiện thành phố vẫn còn sai lầm trong chính sách chống dịch do hậu quả từ những sai lầm trước đó. Ông giải thích tiếp, họ nhầm lẫn giữa hệ thống y tế dự phòng và hệ thống y tế điều trị. Y tế dự phòng là khoanh vùng, truy vết dập dịch. Kỹ năng đó, nhân viên y tế dự phòng họ được huấn luyện và họ làm tốt. Nhưng đến khi họ đã nhiễm và cần được điều trị, thì lúc đó phải là y tế điều trị, chứ không thể là y tế dự phòng nữa. Các bệnh viện, các phòng khám là thuộc hệ điều trị. Tại Thành phố Hồ Chí Minh từ trước đến nay, giao cho y tế phường lo cho số F0 ở nhà. Y tế phường là y học dự phòng, chứ không phải là y học điều trị. Trong khi chúng ta có hàng đống các cơ sở y tế, tại sao không tận dụng lực lượng đó để theo dõi điều trị F0 ở nhà mà lại giao cho y tế phường? Y tế phường thứ nhất là họ có quá nhiều công việc liên quan đến việc chống dịch. Thứ hai là họ không có chuyên môn về điều trị. Đấy là những sai lầm trong chính sách của chính phủ. Trên trang Facebook cá nhân của nhà văn Trần Thanh Cảnh cũng có một dược sĩ đưa ra bình luận như sau. Theo tôi, cần có một cuộc điều tra tầm cỡ nhà nước, đưa ra Quốc hội điều trần và sau đó phải là những bản cáo trạng xứng đáng cho những kẻ mang danh thầy thuốc đã bỏ mặc nhân dân trong cơn dịch bệnh, chỉ lênh quanh đi làm việc gì đó có thể kiếm lời. Đây là hình ảnh vụ giá xét nghiệm chọc ngoáy mũi bị Bộ Y tế nâng lên hàng chục lần so với giá thị trường, vẫn không có ai đứng ra chịu trách nhiệm. Những bài học chuyên môn như sử dụng thuốc chặn sớm cơn bão gây chết chóc, sử dụng thuốc dự phòng cục máu đông gây tắc mạch đều đã có các khuyến cáo đầy đủ trên Internet. Đến nỗi tôi chỉ là một dược sĩ ở nhà quê, hầu như đã bỏ nghề cũng còn biết rõ từ lâu. Tại sao họ không biết? Tại sao họ không làm? Tại sao họ không phổ biến, không phát thuốc cho dân tự cứu mình? Để rồi thảm cảnh đã xảy ra như chúng ta đã thấy. Tôi xin nhắc lại, tất cả những thứ thuốc điều trị sớm, ngăn chặn, chuyển nặng, tử vong cho dân trong Covid này tại Việt Nam luôn có sẵn, rất rẻ và rất nhiều. Vậy mà bao nhiêu đồng bào ta đã phải chết oan, chết uổng vì không biết và không có thuốc. Thật là đau đớn. Hãy nhìn tấm gương xé rào của Bí thư quận 6, bà Lê Thị Hờ Rin và Chủ tịch Củ Chi, bà Phạm Thị Minh Hiền là rõ. Họ đã cứu được bao nhiêu sinh mạng dân của mình. Như vậy, sau những phát biểu chân thực của một số người lãnh đạo đáng kính hiện nay của thành phố, ta có thể kết luận không sợ võ đoán rằng dân chết vì dịch Covid vừa qua chủ yếu do cách chống dịch sai lầm ở nơi đây. Thật oan uổng. Nhưng những lời phát biểu chân thực của người đứng đầu thành phố đã xác quyết một vấn đề. Để xảy ra thảm kịch kinh hoàng về con số người chết chưa từng có nơi đây, trách nhiệm là của những người làm quản lý nhà nước về y tế như Bộ Y tế và Sở Y tế thành phố. Và cũng không thể đổ cho ai khác là điều mà dư luận đặt ra. Bởi họ chính là những người tham mưu đề xuất mọi chủ trương chính sách về chuyên môn chống dịch cho các cấp từ trung ương đến địa phương. Họ cần phải bị trả giá. Có thế thì vong linh của hàng chục ngàn đồng bào xấu số của chúng ta mới siêu thoát được. Nhà văn Trần Văn Thanh Cảnh cũng đưa ra kết luận như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ Hai ngày 18 tháng 10 năm 2021 với bản tin Chính phủ có chịu trách nhiệm khi hàng chục ngàn người chết do Covid-19 hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới.